uống thuốc sắc đông y đúng cách. Chào các bạn! Việc sắc thuốc đúng phương pháp kết hợp với cách uống, thời gian uống và nhiệt độ thích hợp của thuốc sẽ giúp nâng cao hiệu quả chữa bệnh. Video này xin chia sẻ với các bạn về cách uống thuốc đông y đúng cách. 1. Số lần uống thuốc Thông thường, mỗi thang thuốc được sắc 2 lần, 2 nước. Nếu muốn tận dụng dược liệu, có thể sắc 3 lần, 3 nước. Để hàm lượng và nồng độ thuốc trong mỗi lần uống giống nhau, cần hợp 2 hoặc 3, nước thuốc lại với nhau và quấy đều. Tùy theo bệnh tình và thể chất người bệnh, thuốc có thể chia ra uống trong ngày, uống ngay một lần hoặc uống nhiều lần. Chia uống trong ngày, chia thuốc thành 2 đến 3 phần bằng nhau, uống ngày mùng 2 tháng 3 lần. Cách này thích hợp cho bệnh tương đối nhẹ hoặc bệnh mãn tính. Uống ngay một lần, hợp các nước sắc của một thang thuốc lại với nhau và uống hết một lần. Cách này hay sử dụng đối với thuốc phát hãn, làm ra mồ hôi để giải cảm, giải độc, thuốc tà hạ, tẩy, thông tiện mạnh, và thuốc thanh nhiệt, thích hợp cho những trường hợp bệnh nặng để mang lại hiệu quả nhanh chóng. Uống nhiều lần, uống từng ít một nhiều lần, giống như uống trà, thường áp dụng cho. Người có thể chất vị khí hư nhược, dạ dày hấp thụ yếu, không chịu nổi tác động mạnh của thuốc. Bệnh nhân bị nôn nặng, uống lượng lớn sẽ nôn ngược ra và làm mất thời cơ chữa trị. Chứng bệnh ở phía trên cơ hoành như đau họng, đau răng, viêm lưỡi, bệnh mắt, uống dần từng ít một sẽ tạo điều kiện để thuốc tiếp xúc trực tiếp với ổ bệnh. 2. Thời điểm uống thuốc. Uống thuốc trước bữa ăn, một số loại thuốc như thuốc trừ thấp lợi thủy, thuốc tà hạ, tẩy, thuốc khu trùng, trừ run, sán. Uống lúc đói hoặc sáng sớm sẽ có tác dụng mạnh hơn. Sáng sớm vừa ngủ dậy hoặc trước bữa ăn khoảng 30 đến 50 phút, khi dạ dày trống rỗng, uống thuốc tư bổ sẽ hấp thu tốt hơn. Đối với những chứng bệnh ở phần dưới cơ thể, uống trước bữa ăn giúp thuốc không bị thức ăn cản trở, không bị giữ lại ở thượng tiêu, phần trên cơ thể và mượn sức của thức ăn để đưa thuốc xuống thẳng hạ tiêu. Uống thuốc sau bữa ăn, với những thang thuốc có một số vị thuốc kích thích dạ dày, thuốc phát hãn giải biểu, giải cảm, thuốc điều trị những chứng bệnh ở thượng tiêu nên uống sau bữa ăn 20 đến 30 phút. 3. Nhiệt độ của thuốc. Nhiệt độ của thuốc ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Uống nóng để chữa bệnh có tính hàn, cần dùng thuốc có tính nhiệt và uống nóng. Uống ấm, nói chung, các loại thuốc thang đều nên uống khi nước thuốc ấm ấm. Đặc biệt, thuốc điều hòa khí huyết, bồi bổ tạng phủ, bồi dưỡng thể chất, an định tâm thần không nên uống lạnh hoặc nóng mà chỉ nên uống ấm. Đối với một số vị thuốc có tính kích thích đối với dạ dày, ruột như qua lâu nhân, nhũ hương, một dược, uống ấm sẽ giảm bớt sự kích thích đối với đường ruột. Uống lạnh, các loại thuốc thang nên uống lạnh thường áp dụng với thuốc trì huyết, cầm máu, thu sáp, làm co lại, điền cố, chữa hoạt tinh, tiểu nhiều lần, để kéo dài thời gian tác dụng của thuốc để chữa bệnh nhiệt nên dùng thuốc có tính hàn và uống lạnh hoặc trong trường hợp người bệnh bị nôn hay trong mùa hè cần uống lạnh cuối cùng cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video